Thiên Hoàng mời các bạn nghe tiếp phần 23 Nước mắt trước cơn mưa. George Lâm. Mùa xuân năm 1975, gia đình tôi ở cả Sài Gòn, trong khi tôi đang làm việc tại Hồng Kông. Các con tôi tất nhiên đều có quốc tịch Mỹ từ khi mới lọt lòng. Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã cấp thông hành cho các con tôi rồi, tuy nhiên phải có chiếu khán xuất ngoại mới ra khỏi Việt Nam được. Ngay công dân Hoa Kỳ rời Việt Nam cũng cần chiếu khán xuất ngoại mới đi được. Tôi đã tin người Mỹ chúng ta sẽ quay lại hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam, chủ chốt vì vấn đề dầu lửa. Tôi nghĩ có mấy hòn đảo ngoài hải phận Việt Nam mà người Việt phải tranh chấp với Trung Quốc. Họ cho là có rất nhiều dầu ở ngoài vùng ấy. Tôi tính nếu có vấn đề năng lượng, nếu có nhiều dầu, chắc chắn Hiệp Trung Quốc sẽ phải hỗ trợ cho Việt Nam. Chỉ vì vấn đề này, tôi không nghĩ đến ba cái chuyện bảo vệ tự do dân chủ gì cả. Tôi nghĩ toàn bộ cuộc chiến này chẳng là cái gì khác ngoại trừ một đường lối kiếm tiền. Tôi tính ra với khối lượng dầu lửa ấy một đống tiền, chắc chắn người ta sẽ phải bảo vệ họ vì mớ dầu ấy. Tôi thản nhiên, không bồn chồn lo lắng. Cho tới một tháng trước khi đi, đó là khi Đà Nẵng sụp đổ. Một cô em họ của vợ tôi sống tại vùng Đà Nẵng. Vợ chồng cô có 6 đứa con, chồng làm thầu quân đội nhặt rác. Cô em vợ tôi chạy vào Sài Gòn một thân một mình, cho biết Việt Cộng đã giết hết chồng con cô. Trước đó người chồng đã bảo cô thu xếp ra đi, Việt Cộng sắp đến, chúng giết tôi mất. Anh ta có nói thế? Tôi không nghĩ, tôi không rõ tại sao họ biết những sự thể xảy ra như vậy. Chúng đã giết anh và cả mấy đứa con. Sau đó cô đi đường bộ từ một địa điểm gần Đà Nẵng về suốt đến Sài Gòn. Cô bảo bọn Việt Cộng nổi điên, đã bắn giết dân chúng. Tôi mong cô đến ở với chúng tôi để cùng đi. Nhưng cô từ chối, bảo cô không còn lẽ sống ở đời nữa. Nhưng chúng tôi cũng đã mang đi được 32 người Việt. Tôi bay về Sài Gòn bằng hàng không Việt Nam. Tôi có vé máy bay cho vợ và các con tôi. Vì ngay từ trước tôi đã lo chuyện này. Tôi đến hỏi lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông vì tôi muốn mang cả gia đình vợ đi, gồm bố mẹ vợ, anh chị em vợ tôi. Nhưng họ đã làm cho tôi phải chạy loanh quanh mãi. Họ bảo, được chứ, đâu có vấn đề gì đâu. Cứ đến tòa đại sứ Sài Gòn, họ chấp thuận mà. Họ sẽ cho gia đình vợ ông chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ thôi. Vợ tôi có quốc tịch Mỹ, tôi bèn đến tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Lúc ấy hãy còn là tháng 3. Họ lại bảo tôi trở về tòa lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông xin thêm giấy tờ nữa, họ mới cấp chiếu khán nhập cảnh cho gia đình vợ tôi. Cứ thế tôi loay hoay chạy đi chạy lại. Cuối cùng vào tháng 4, tôi đến tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn lần nữa. Bây giờ chỉ chừng một tuần là mất Việt Nam. Tôi đâm hoảng, tôi bảo, lạy Chúa, chuyện gì xảy ra thế? Tôi phải đưa gia đình đi khỏi đây. Vợ tôi không thể bỏ gia đình mà đi được. Bả là công dân Hoa Kỳ. Quý ông phải giúp cho các công dân Hoa Kỳ đi chứ. Người nói chuyện với tôi là một tên chó đẻ. Hình như hắn là phó lãnh sự gì đó ở Sài Gòn. Hắn nói, tôi sẽ cho ông một lá thư mang sang sở di trú ngoại kiều của Việt Nam mà lấy chiếu khán. Họ sẽ cấp chiếu khán xuất ngoại cho gia đình vợ ông, không có gì trở ngại. Khỉ mốc! Tôi đến sở di trú đợi hàng giờ đồng hồ mới gặp được người nhân viên chỉ dẫn Việt Nam. Tại xứ này cần gì cũng phải có tiền. Vào gặp thằng cha Việt Nam mà phó lãnh sự bảo tôi tới gặp. Tôi giải thích tại sao tôi đến. Thằng cha nói, anh nói cái gì vậy? Tôi đưa ra lá thư bên tòa đại sứ cấp cho tôi. Thằng cha cười vào mặt tôi. Hắn nói, không rõ là ông ta mắc chứng gì. Ông thừa hiểu chúng tôi đâu có cấp chiếu khán xuất ngoại. Chúng tôi có quá nhiều việc phải lo. Tôi đã bảo ông ta đừng có làm mất thì giờ chúng tôi với chuyện gửi người tới đây xin chiếu khán xuất ngoại cho người Việt. Tôi quay lại gặp viên phó lãnh sự, hắn không tiếp. Lại phải gặp một cha khác. Tôi nói, quỷ thần à, tôi cần chiếu khán xuất ngoại mà họ không cho. Họ nói họ quá bận bịu. Mấy đứa con đẻ của tôi đều có thông hành Mỹ, vậy mà họ cũng không chịu cấp. Cha này nói, chẳng việc gì phải lo, không có lý do gì lại hoảng lên như thế về chuyện phải đưa gia đình đi đâu cả. Tôi nói, người ta đang di tản, tôi cần phải có chiếu khán xuất ngoại. Hắn nói không, chẳng có chuyện di tản đi tiếc gì sất. Lạy Chúa tôi,
Bây giờ chỉ còn một tuần lễ nữa, cái đất nước khốn nạn ấy sẽ sụp đổ. Vậy mà thằng chả vẫn léo mồm nói đã nói thế. Tôi nói Giê-xu ma, ông bảo tôi không có chuyện di tản. Vậy chứ bao nhiêu công ty Mỹ đều đã đi sạch rồi. Ngân hàng Bank of America cũng đi rồi. Các công ty thầu xây cất cũng đã đi rồi. Vậy chứ bao nhiêu người đang đứng xếp hàng ngoài. Tòa đại sứ ấy làm chi vậy? Chúng tôi là công dân Mỹ, chúng tôi có thông hành Mỹ. Tôi muốn đưa gia đình tôi ra khỏi đây. Thằng chả nói bận lắm, đừng mất thì giờ, không có chuyện gì hết, không di tản lôi thôi gì. Ông lo lắng quá độ, chúng ta không có bỏ Việt Nam đâu. Rồi tôi quay lại lần nữa, tôi nghĩ bây giờ là ngày 24, lộn xộn không thể tả. Cả một đống người Việt, người Mỹ bu đến chỗ khốn nạn ấy. Tôi xin thề tôi không nói láo, ít nhất có đến 400 con người xếp hàng ở tòa đại sứ. Chúng tôi phải đợi đến 4 giờ đồng hồ, họ không cho tôi gặp ai. Cuối cùng mới gặp được một cô Việt Nam làm việc ở đấy. Cô gái Việt Nam này tử tế hết sức. Cô ta nói quả thiệt mọi người đang đi. Họ cũng có hứa với các người Việt làm ở tòa đại sứ là khi ra đi, họ sẽ mang những người ấy theo. Tôi nói vâng quỷ thần ạ. Tôi nghĩ họ nên làm như thế. Họ nên đưa đi tất cả những người Việt nào đã làm cho Mỹ. Tôi nói với cô rằng tôi đang cố sức đưa gia đình đi đây. Cô bèn chỉ cho tôi mấy cái mẫu đơn mà nói đây. Đây là những mẫu đơn phải điền vào rồi đóng dấu, mang ra Tân Sơn Nhất mà di tản. Thế là tôi chụp lấy một mớ, cô cũng cho tôi một mẫu đơn đã đầy đủ, có đóng chuyện tòa đại sứ cẩn thận. Tôi chạy ngay tới một nhà in, biểu họ rằng tôi cần tức khắc một cái con dấu giống hệt như vậy. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ họ làm xong, tôi bèn nhái chữ ký giống y như trong cái mẫu đơn cô ta đưa. Thế là tôi điền hết tên tuổi mọi người trong gia đình vợ tôi, hàng xóm nhà tôi, cả bạn bè nhà tôi, tổng cộng 32 người Việt. Nhưng rồi làm sao vô Tân Sơn Nhất? Tất phải cho tiền bọn lính gác, không tiền làm sao vô nổi. Tôi còn phải mang thêm một số người Việt phụ trội nữa, một viên đại tá Việt Nam làm trong Tân Sơn Nhất biểu tôi. Tôi có thể đưa ông vào nếu ông chịu đưa gia đình tôi đi. Tôi nói tốt thôi, tôi có thể đưa ai là đưa mà. Thế là hắn cho chúng tôi vào. Chúng tôi đẩy cả 32 người vào ba cái xe, lái vào Tân Sơn Nhất. Trời nóng hơn địa ngục, chúng tôi đều đói, khát mà chẳng lấy đồ thức ăn ở đâu uống. Đến khi vào trong họ mới cho chút nước thấm dọc. Tòa đại sứ Mỹ chỉ là một bọn cức, lũ chính trị gia khốn nạn. Nhưng không quân Mỹ thì tuyệt vời. Bây giờ người ta phải trình mấy tấm giấy cho các nhân viên không lực làm thủ tục di tản. Một tay sĩ quan không quân hỏi, tốt lắm thưa ông Lâm, ông có biết rằng ông chỉ được phép đưa các thân nhân trực hệ của công dân Mỹ không? Thưa quý vị, lúc đó tôi có mang theo cả một ông cha công giáo, đã hơn 80 tuổi, tên tuổi ngày sinh tháng đẻ đều ghi rành rành trong mẫu đơn. Tay sĩ quan hỏi, tất cả những người này đều là thân thích của ông có phải không ông Lâm? Tôi đáp, ừ, phải đấy, hoặc là liên hệ trực tiếp hoặc là do thủ tục nhận làm con nuôi. Anh ta nói, vậy chứ cái con quỷ gì đây? Ông linh mục này đã hơn 80 tuổi rồi mà. Tôi đáp, ừ, con nuôi tôi đấy. Anh ta phá lên cười bảo, ok, ok, vào cả đây. Chúng tôi sẽ tận tụy phục vụ để đưa quý ngài ra đi. Nguyên tôi không định di tản kiểu này. Vì lẽ tôi đã có vé bay hàng không Việt Nam. Tôi chỉ định đến đó đưa gia đình vợ tôi và những người ấy đi cho chắc chắc ăn thôi. Tôi định đưa họ vào ký giấy tờ, rồi mang vợ con ra đi bằng hàng không Việt Nam. Nhưng mấy cha không quân bảo tất cả máy bay quân sự đều hủy rồi, không còn máy bay dân sự nữa. Tôi nói, mẹ kiếp làm gì được bây giờ? Tôi đang có việc làm ở Hồng Kông. Bây giờ tôi làm cho hãng DHL, một công ty dịch vụ thông tin. Hãng này có một trụ sở tại Hồng Kông và một tại đảo Guam. Chúng tôi nằm đấy đợi 2 ngày trời, cuối cùng họ cho vào một chiếc xe buýt riêng cho chúng tôi cả thảy 32 người Việt, thêm vợ tôi và con. Ông tài xế người Việt cũng đang cố ra đi. Muốn đến máy bay thì phải qua một trạm gác có lính Việt Nam. Đến đấy họ bắt xe ngừng. Đàn bà không sao nhưng trên xe có mấy người đàn ông ở trong quân đội. Họ ngừng xe lại bắt mở cửa. Tôi bảo vợ tôi dịch cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Gã tài xế phân bua, không. Tôi có đi đâu đâu. Tôi chỉ lái xe cho người ta. Họ lôi gã tài xế xuống. Thường các xe buýt của không quân Mỹ đều có tài xế lái. Số xui chẳng may chúng tôi lại gặp một tài xế Việt Nam. Thế là một tên lính nhảy lên xe, định chui đầu vào. Bây giờ chả rõ vì sao tôi hóa ra can đảm thế,
Nhưng thực ra tôi đã suýt ỉa trong quần. Như một thằng khùng, tôi nhảy lên, chặn cửa lại quát. Anh không được phép vào xe buýt này. Đây là tài sản chính của Hoa Kỳ. Còn đây đều là nhân viên của Hoa Kỳ. Tôi nói lung tung mấy chuyện cức ỉa như thế. Thằng chả cũng không hiểu tôi nói gì. Hắn lôi cái máy truyền tin ra. Vợ tôi dịch lại cho tôi nghe hắn nói gì. Hắn gọi một cha đại úy để báo cáo là mấy tên Mỹ không chịu cho hắn vào xe buýt khám. Cha đại úy bảo, vậy phải bàn chuyện này lại đây. Tên lính bước đi để nói chuyện với tên đại úy của hắn. Cả đời tôi chưa hề đụng đến tay lái một chiếc xe lớn nào. Tôi cũng không biết lái xe số tay. Cái xe buýt cứ nằm chình ình nổ máy, không một ai trên xe biết lái cả. Đúng lúc ấy một xe buýt khác chạy tới. Một chiếc xe trống không hành khách. Người lái xe là một không quân Mỹ, Mỹ đen. Chúa ạ, yêu biết mấy khi nhìn cha đó. Giá ngày nay gặp lại cha này, tôi sẽ ôm thắm thiết. Anh ta dừng xe hỏi, chuyện gì thế? Tôi đáp, lạy Chúa rất là thánh. Chúng nó sắp bắn hết chúng tôi đây. Tôi cho anh ta biết chuyện đang xảy ra. Lúc ấy tên lính đang quay lại. Hắn thét lên, tốt tốt, ngừng lại, ngừng lại. Vì lẽ anh không quân đã nhảy vào trong xe buýt rồi. Anh chàng không quân trả lời, mẹ nó các cậu, rồi tuôn xe chạy. Họ nổ súng bắn, mẹ nó, quả thật là họ nổ súng bắn chúng tôi. Thật tức cười, khi bước vào máy bay, các cô gái trẻ sợ te tua, họ e không vào lọt. Tôi chả biết cái máy bay ấy, nó là thứ máy bay gì. Nó có cái đuôi thòng dài, người ta chui vào qua lối ấy. Máy bay lại chẳng có ghế ghiếc gì, cứ vậy ngồi bệt lên sàn. Khi chiếc xe buýt dừng lại, chưa bao giờ trong đời tôi thấy người ta chạy nhanh như thế. Mấy thằng nhỏ vọt khỏi xe buýt, chỉ mấy giây đồng hồ chúng đã tuôn vào trong máy bay. Chúng tôi ai nấy đều khiếp vía, thiệt hết nói. Quý vị hiểu không? Bấy giờ quả thực tôi nghĩ nếu mà chúng tôi kẹt lại là bị giết sạch cả rồi. Họ đưa chúng tôi đến Guam. Đầu tiên họ bảo không ai được phép rời đi hết. Tôi nói quỷ tha ma bắt, tôi là công dân Hoa Kỳ chứ bộ. Tại sao tôi lại không được đi? Có phải lính tráng gì đâu chứ? Xem thông hành xong đây, họ bèn cho tôi đi. Tôi tới văn phòng hãng DHL ở Guam, tôi hỏi, bây giờ phải làm gì nào? Đây, tôi đang có mặt ở Guam. Họ bảo chúng tôi sẽ thu xếp cho ông về lại Hồng Kông. Thế là tôi bèn đóng vai thông tín viên của hãng DHL, rồi tôi trở lại Hồng Kông như thế đó. Tiếp theo là John Tyler, phụ tá của Tổng thống Nixon, tâm sự. Vào lúc Sài Gòn sụp đổ, Tổng thống Nixon đang sống tại San Clemente. Ông có nói với tôi và nhiều người khác rằng, ngày Sài Gòn sụp đổ là ngày đau buồn nhất đời ông. Sau ngày ông từ nhiệm chức vụ Tổng thống, như ông đã vạch ra trong cuốn No More Việt Nam, tức là không còn những Việt Nam nữa, là cuộc chiến này thất bại không phải vì các chiến sĩ của chúng ta. Lý do chính là vì Quốc hội đã từ chối không cung cấp quân viện cho đồng minh Nam Việt Nam của chúng ta theo thỏa ước Ba Lê năm 1973 đã ấn định, cho phép cung cấp số quân viện ấy ngang với số quân viện mà Liên Xô cung cấp cho miền Bắc. Ngay lúc ấy, ông tiên đoán quyền lợi Hoa Kỳ trên thế giới sẽ còn bị thiệt hại hơn là thiệt hại của dân tộc Đông Nam Á. Lời tuyên đoán của ông chẳng may đã được chứng minh đúng vào thời điểm năm 1975 đến 1980, khi hơn 100 triệu người đã bị thất bại với Cộng sản, hay là bởi Tây Phương vì nỗi lo sợ một trường hợp Việt Nam khác của Quốc hội, của giới truyền thông, của chính quyền Carter và chính quyền Ford. Nỗi đau buồn của ông về sự sụp đổ Sài Gòn càng sâu đậm hơn, vì lẽ một trại chuyển tiếp chính của tị nạn Việt Nam được thiết lập ở Camp Pendleton, nơi rất gần nhà ông tại San Clemente. Ông thường lái xe đi ngang qua trại tị nạn này, và ông đã diễn tả với tôi một cách sinh động mỗi khi nhìn thấy trẻ con chơi đùa, khi thấy những người đàn bà đem quần áo ra phơi ở khu vực tạm trú của họ. Và tiếp theo là lời kể của Đại tá Lê Khắc Lý. Tôi là người độc nhất còn lại để kể chuyện cho quý vị. Vào năm 74, có lần tôi đến trình diện tướng Phạm Văn Phú tại tư thất của ông ở Pleiku. Tướng Phú gọi tôi đến thảo luận một số kế hoạch. Điều đầu tiên ông nói là ông muốn di chuyển bộ tư lệnh quân khu 2 tại Pleiku xuống Nha Trang. Ông hỏi tôi nghĩ thế nào? Tôi trả lời tôi nghĩ đây không phải là một ý kiến tốt. Tôi ở vùng này khá lâu, đủ để hiểu tại sao chúng ta đóng bộ tư lệnh tại đây. Chính Tổng thống Ngô Đình Diệm là người đã cho khai phá và phát triển vùng này. Ông Diệm có nhiều lý do chính đáng. Ông có ý đưa ảnh hưởng quân đội lên trấn ngự vùng cao nguyên
Đây là một khu then chốt, một khu vực chiến thuật trọng yếu, một khu vực canh nông với đất đai màu mỡ. Muốn đất nước giàu mạnh phải sử dụng vùng này. Nay nếu thiếu tướng rời khỏi đây, dân chúng sẽ di chuyển theo. Vùng này bỏ trống, cộng sản sẽ đến. Khi kiểm soát được vùng này, chúng sử dụng làm căn cứ thì chúng ta sẽ mất tất cả miền Nam. Vậy nếu thiếu tướng ở lại, dân chúng sẽ ở lại. Cộng sản có đến chăng nữa cũng phải khốc liệt lắm mới lấy được vùng này khỏi tay chúng ta. Thiếu tướng không thể cho không bọn cộng sản vùng đất này. Quân khu 2 là một vùng đất rộng. Trong đó chúng tôi có 14 tỉnh, nhưng chúng tôi chỉ có 2 sư đoàn 22 và sư đoàn 23. Vùng Bình Nguyên thuộc quân khu 2 cũng là một vùng rất trọng yếu về kinh tế và kỹ thuật. Nhưng tướng Phú muốn di chuyển, ông bảo, đóng ở đây là đóng bộ tư lệnh quân đoàn ở tiền phương, mà binh đội lại đặt ở hậu cứ. Tôi nói điều ấy rất đúng. Nhưng bây giờ nếu thiếu tướng rục rịch gì ở bộ tư lệnh, là dân chúng cũng sẽ hoảng sợ mà di chuyển theo thiếu tướng ngay. Sau Hiệp định Ba Lê 73, dân chúng luôn xem chừng quân đội, hễ quân di chuyển đến đâu, dân di chuyển đến đó. Họ thấy Hiệp định Ba Lê không phải là một hiệp định ngưng chiến, có điều gì dối trá ẩn giấu đằng sau. Dân Việt Nam biết kế hoạch của Kissinger, họ biết tại sao Kissinger đã ký hiệp định này, dù không có thuận ý của chính quyền miền Nam. Dân chúng luôn tụ tập ở những địa điểm có đặt trụ sở các bộ tư lệnh cao cấp. Khi các bộ tư lệnh cao cấp di chuyển, mặc dầu vẫn để lại các trụ sở cấp dưới, nhưng đại đa số dân chúng sẽ vẫn cứ di chuyển theo bộ tư lệnh cao cấp, bỏ địa điểm cũ thành những nơi gần như hoang vắng. Cao Nguyên có một khối lượng dân đông đảo. Nếu họ di chuyển, Cộng sản sẽ có nhiều cơ may tiến vào. Dân không muốn bị bỏ lại với Cộng sản. Họ xem chừng và để ý tướng Phú rất kỹ. Nhưng tướng Phú thường hay ở Nha Trang. Nhiều người bảo tôi rằng ông ấy sợ. Tôi nghĩ có lẽ đúng. Ông từng bị bắt làm tù binh trong trận Điện Biên Phủ 1954. Cho nên cứ nghĩ đến Việt Cộng là ông ấy đã đủ sợ rồi. Tôi không có lòng tin nơi tướng Phú mỗi khi chúng tôi đụng trận. Lúc ấy ông quyết định không rời bộ tư lệnh quân khu nữa. Nhưng cá nhân ông đã chuyển một số lớn của cải và đưa cả gia đình đi Nha Trang. Hầu hết nhân viên cũng đi theo với ông. Tôi là người phải điều động mọi việc ở Pleiku. Đây là sự thật. Tôi không hề có ý khoe khoang. Tướng Phú có mâu thuẫn cá nhân với hai ông tướng khác là tướng Trần Văn Cẩm, trước là tư lệnh sư đoàn 23, dưới quyền tướng Nguyễn Văn Toàn. Khi tướng Toàn đổi đi, ông Cẩm trở thành phụ tá hành quân cho tướng Phú. Một người nữa là tướng Phạm Duy Tất, trước là sư đoàn trưởng sư đoàn 21, sau trở thành phụ tá Bình Định ở Nha Trang. Tướng Phú không thích cả hai ông này. Không có sĩ quan chấp hành, tướng Phú bèn tự đặt ra một số nhân viên riêng. Trưởng phòng tổng quản trị của tướng Phú là Trung tá Trần Tích, là người phụ trách bổ nhiệm sĩ quan vào các chức vụ thân cận của tướng Phú. Trung tá Tích làm việc rất là chặt chẽ với vợ tướng Phú, còn tôi chỉ biết lo điều động những chuyện hành quân, tình báo và tiếp vận của vùng cao nguyên mà thôi. Tôi nghe quá nhiều dư luận về những chuyện bổ nhiệm này, trong ấy có điều đúng cũng có điều thổi phồng. Tôi đã nghe nhiều chuyện về việc người ta đưa tiền cho vợ tướng Phú để mua chức vụ. Những chuyện này rất nản, làm người ta xuống tinh thần, nhưng làm gì được bây giờ? Báo cáo cho Tổng thống Thiệu chăng? Nhưng như thế cũng chẳng kết quả gì. Vì lẽ chính ông Thiệu cũng đã bị mua chuộc. Tôi bảo với các sĩ quan của tôi rằng tôi bịt miệng che tai. Tôi chỉ cố làm cho tròn bổn phận một cách tốt đẹp. Tôi không muốn quan tâm đến các chuyện khác. Về vụ tấn công Ban Mê Thuộc, chúng tôi biết chuyện ấy sẽ xảy ra. Tuy không biết đích xác lúc nào và lực lượng Cộng sản có bao nhiêu, nhưng chúng tôi biết chuyện ấy sẽ đến. Đại tá Trịnh Tiếu, sĩ quan tình báo của tôi, hiện đang ở trong trại cải tạo tại Việt Nam. Lúc ấy đã thảo luận với tôi về sự kiện một sư đoàn Bắc Việt có mặt tại vùng cao nguyên đang di chuyển. Chúng sẽ tấn công một địa điểm nào đó. Nhưng khi báo cáo tướng Phú, ông cho rằng chúng sẽ tấn công Kon Tum hay là Pleiku. Ông đã tập trung quân lực để phòng vệ những vùng này. Ông Tất, chỉ huy biệt động quân vùng 2, bạn đồng khóa với tôi, hiện cũng đang ở trại cải tạo tại Việt Nam, là người trách nhiệm phòng thủ Kon Tum và Pleiku. Kon Tum rất dễ tấn công, còn Pleiku là căn cứ bộ tư lệnh quân đoàn. Tấn công những địa điểm này sẽ là một chiến dịch tuyên truyền chính trị thuận lợi cho địch quân. Tuy nhiên,
Sĩ quan tình báo của tôi và cá nhân tôi hoài nghi giả thuyết này. Nếu địch muốn tuyên truyền, họ sẽ tấn công vào các tòa hành chánh tỉnh. Nếu đánh Pleiku, họ không thể tấn công tòa tỉnh. Và nếu họ tấn công chúng tôi, là sẽ có ngay các lực lượng tăng cường đến từ Sài Gòn. Vì thế chúng tôi đặt Ban Mê Thuộc lên đầu bảng liệt kê các mục tiêu mà cộng quân có thể tấn công tại vùng 2. Nhưng khi tướng Phú quan sát Ban Mê Thuộc, ông vẫn cho rằng Ban Mê Thuộc có thể giữ được nếu bị tấn công. Ông tin địch quân không thể vào tỉnh, phần tôi không thấy có đặc công ở đấy. Còn chiến xa Bắc Việt đối với chúng tôi không quá quan trọng, vì lẽ chúng tôi có không quân, Bắc Việt thì không. Cuối cùng khi Cộng sản tấn công Ban Mê Thuộc, ai nấy hoảng hốt. Khi chúng tấn công vào, tướng Phú đang ở Nha Trang, vì thế tôi quyết định dàn quân lên Ban Mê Thuộc. Tại đấy, chúng tôi đã có trung đoàn 53 và chúng tôi cho biệt động quân tăng cường. Trong một cuộc không kích của phi cơ chúng tôi, chẳng may đụng lầm bộ chỉ huy tiền phương sư đoàn 23, phá tan tất cả hệ thống truyền tin. Khi phải tái phối trí trận tuyến, chúng tôi chiếm được một nửa thành phố. Vì Bắc quân quá mạnh trong thành phố, chúng tôi tiến chiếm thành phố một cách chậm chạp. Chúng tôi sợ bị mai phục, rồi chính lúc ấy sư đoàn trưởng sư đoàn 23 đã cho lính giữ an ninh để trực thăng đáp xuống bốc vợ ông và gia đình ông. Thật là sỉ nhục. Trách nhiệm ông là chỉ huy chiến dịch tái chiếm Ban Mê Thuộc, nhưng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của vợ mà ông đã đặt bãi đáp, ra lệnh cho binh sĩ tấn công phải quay lại bảo vệ vùng này trước. Quân Bắc Việt đã quan sát được. Khi ông ta làm thế thì Bắc quân khép chặt thành phố. Ông đã cho địch quá nhiều thời gian. Ông cho chúng một cơ hội tốt, rồi sau đó ông đã tiến quân rất chậm. Đó là một lỗi lầm đáng trừng phạt. Ông đã bất tuân thượng lệnh, nhưng ai sẽ là người quyết định về ông ta? Tướng Phú hay là Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Liên quân? Sau này tôi đối diện với ông ta. Ông bảo trực thăng của ông ta bị bắn tỉa, ông bị thương. Ông giải thích tất cả binh sĩ đã ra khỏi trực thăng đi lo cho gia đình riêng của họ. Ông không thể kiểm soát họ được. Chúng tôi là bạn lâu năm, tôi bèn nói, tướng Tường, ông là tư lệnh sư đoàn, tại sao ông không bắn chúng nó? Ông ta không trả lời. Phần tướng Phú thì bay trở lại Pleiku quan sát tình hình. Lúc ông ở trong trung tâm hành quân với tôi, thì nhận được một cú điện thoại từ Sài Gòn do Tổng thống Thiệu gọi. Ông Thiệu bảo muốn gặp tướng Phú ngày hôm sau, tức là ngày 14 tháng 3 năm 75 tại Cam Ranh. Tôi bèn chuẩn bị các đồ biểu thuyết trình, các bản báo cáo tình hình cho buổi họp. Chúng tôi nghĩ Tổng thống Thiệu muốn biết diễn biến các cuộc hành quân ra sao. Sáng hôm sau, ông Phú bay xuống Cam Ranh gặp ông Thiệu. Sau khi gặp Tổng thống, đêm ấy ông Phú trở về, triệu tập một buổi họp tại Pleiku. Hiện diện trong buổi họp gồm có tướng Phú, tướng Cẩm, tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân, ông Tất và tôi. Vừa bước vào phòng họp, điều đầu tiên ông Phú nói là ông đã được ông Thiệu chấp thuận thăng chức cho ông Tất. Ông gắn sao cho ông Tất, chúng tôi vỗ tay. Xong ông loan báo, chúng ta sẽ triệt thoái khỏi Pleiku và Công Tu. Nghe ông nói như vậy, tôi mở mắt thật lớn. Tôi nghĩ có lẽ mình nghe không rõ, nhưng ông giải thích. Chúng ta rút lui chiến thuật để tái phối trí chiếm lại Ban Mê Thuộc. Ông Cẩm, ông Sang, ông Tất và tôi đều ngồi sững. Chúng tôi véo nhau, tôi tự nghĩ. Cần phải hỏi xem chúng tôi sẽ triệt thoái cách nào. Tôi lên tiếng hỏi, ông Phú đáp, quý ông sẽ sử dụng đường 7B. Phản ứng tức khắc của tôi là, bảo, thưa thiếu tướng, không thể được. Ông Phú bảo, tổng thống đã quyết định, chúng ta không có sự lựa chọn, bởi vì chúng ta cần đạt yếu tố bất ngờ với địch quân. Tôi bảo, thưa thiếu tướng, tôi sống khá lâu ở đây, tôi biết rất rõ vùng này. Đường 7B đã bỏ phế từ lâu. Lực lượng đặc biệt Mỹ, lực lượng đặc biệt Việt Nam và cả địch quân đều đã hành quân trong khu vực ấy. Họ đã gài mìn khắp nơi. Nếu phải triệt thoái với các quân cụ, quân dụng nặng nề, trước tiên phải khai quang mìn trên đường. Nay ai còn có thể biết mìn đặt chỗ nào? Rồi lại phải sửa đường, làm gì có thời gian mà sửa chữa? Ngoài ra, khi chúng ta quyết định triệt thoái là mọi người sẽ biết, chẳng còn gì bất ngờ nữa. Xin đề nghị thiếu tướng, nếu phải triệt thoái, hãy sử dụng quốc lộ số 19 mà đi thẳng. Sẽ phải chấp nhận một số tổn thất, nhưng như thế, chúng ta mới có thể qua được. Tướng Phú bảo, không, tất cả quyết định rồi. Quý ông không lựa chọn gì nữa. Sáng mai tôi bay đi Nha Trang. Quý ông sẽ có 3 ngày để lo triệt thoái. Tôi bảo, thưa thiếu tướng, làm sao được?
Chúng ta có bao nhiêu binh sĩ, bao nhiêu là đồ tiếp liệu và quân cụ, phải ít nhất 3 tuần lễ chúng tôi mới hoạch định đồ nổi. Ông mới bảo, tất cả những điều ấy cũng đã quyết định xong. Tướng Cẩm và tôi bèn hỏi, thế còn địa phương quân, nghĩa quân, các nhân viên hành chánh xã, tỉnh và dân chúng thì sao? Tướng Phú nói, quý ông đừng phải lo gì cho họ cả, quên đi. Tôi hỏi ông ấy đã nói chuyện với người Mỹ, các nhân viên trung ương tình báo và văn phòng tùy viên quân sự của Hoa Kỳ trong vùng chưa? Và tôi không bao giờ quên điều này. Ông nhìn thẳng vào tôi mà bảo, hãy quên bọn Mỹ đi, đừng nói gì với người Mỹ cả. Đó là đích xác những lời ông ấy nói. Tôi rất xấu hổ mà kể cho quý vị nghe sự thật đã xảy ra ở Pleiku như vậy. Tôi không tin nổi chuyện ấy. Tướng Phú đã dự định bỏ rơi cả những người Mỹ, không báo động cho họ biết về việc rút quân này. Lệnh thực ra là từ Tổng thống Thiệu. Tất cả những gì tướng Phú nói với tôi, ông bảo đều do ông Thiệu nói. Trong 5 người tham dự buổi họp, giờ đây chỉ còn lại một mình tôi để kể câu chuyện này tại Mỹ. Ông Phú tự sát, ông Sang, ông Cẩm, ông Tất giờ đây đều bị giam tại các trại cải tạo ở Việt Nam. Còn lại tôi là người độc nhất kể câu chuyện này cho quý vị. Ông Phú nói, ông phải làm như vậy vì ông tuân hành lệnh. Quý vị khỏi lo lắng gì chuyện này. Ông nói, ông có vẻ rất bối rối khi nói và hiện rõ bất đồng ý kiến với lệnh trên. Tôi được chỉ định làm sĩ quan chỉ huy triệt thoái. Ông Tất phụ trách các lực lượng chiến thuật, toàn bộ hệ thống truyền tin và tiếp vận. Tôi tự bảo, trời, khổ cho tôi. 8 giờ sáng hôm sau, tướng Phú ra đi. Ông dùng máy bay bay đi, còn lại mình tôi lo liệu. Một lát sau, từ Sài Gòn, tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Liên quân điện thoại hỏi, tướng Phú đâu? Tôi bật cười vì sự thể quá lố bịch, tôi tự hỏi, nói gì bây giờ? Nên nói thật hay là chống chế cho ông Phú đây? Tôi bèn bảo, tôi không được rõ, hiện tôi không có liên lạc gì với tướng Phú cả. Trung tướng Khuyên tiếp tục gọi nhiều lần nữa, cuối cùng tôi đành bảo, vâng, xin thiếu tướng cứ gọi Nha Trang để nói chuyện, ông ấy hiện ở đấy. Tướng Khuyên hỏi, tại sao ông ấy lại ở Nha Trang? Tôi bảo, thưa tôi không được rõ, trung tướng cứ hỏi thẳng ông ấy, tôi hiện đang trách nhiệm điều động công tác ở đây, còn tướng Phú đang ở bộ tư lệnh mới đặt tại Nha Trang. Nhiều tiểu đoàn trưởng, các binh chủng, các thiết giáp, pháo binh, quân vận đều đến gặp tôi, họ kêu ầm lên, tại sao lại rút? Chúng tôi đánh được, tại sao lại rút? Có việc gì xảy ra vậy? Tôi chỉ còn có thể trả lời, tôi đồng ý với các bạn. Nhưng đây là lệnh tổng thống và tổng tham mưu, là quân nhân chuyên nghiệp, chúng ta làm gì được bây giờ? Bất tuân lệnh hay sao? Tất nhiên là không. Tôi biết là sai, nhưng đây là lệnh, chúng ta muốn khởi loạn hay sao? Lúc ấy tôi tin thượng cấp đã có một kế hoạch mật mà chúng tôi không được rõ. Họ không thể ngu xuẩn đến như thế. Có lẽ đã có một sách lược, mà vì không ở cấp chỉ huy tối cao nên chúng tôi không được biết. Tướng Cẩm và tôi bàn bạc về cuộc rút quân điên rồ này. Chúng tôi ngồi cười, ông Cẩm bảo, tôi cá với ông, đã có thỏa thuận rồi, mình khỏi đánh giặc nữa, tôi cá là chiến tranh đã xong. Tôi bảo tôi cũng nghi ngờ lắm, nhưng ông ta nói, tôi suy đoán như vậy, vì ở đây dẫu xảy ra bất cứ một cuộc tấn công nào, chúng ta cũng có thể đương đầu ít nhất 3 tháng. Cho nên tôi cá với ông là đã có thỏa thuận, lần này mình có hòa bình thực sự, tôi không rõ nhưng tôi cũng cảm thấy như vậy. Tướng Cẩm đã dùng máy bay bay đi, chỉ còn ông Tất với tôi trong bộ tư lệnh. Tôi tự nhủ người Mỹ đã là đồng minh chúng tôi trong bao năm trời. Diễn tiến này rất trọng hệ mà họ lại không được biết gì. Tại sao chúng tôi không cho họ hay? Đó là lý do tại sao tôi đã gọi cho họ, bảo họ chúng tôi sắp triệt thoái, họ hoàn toàn không hay biết gì. Tôi báo cho các nhân viên trung ương tình báo và tổng lãnh sự Hoa Kỳ trong vùng là chúng tôi sắp rút quân. Họ không tin nổi khi tôi nói với họ như vậy. Họ liên lạc Sài Gòn kiểm chứng rồi tìm ra đó chính là sự thật. Nhờ vậy họ đi thoát bằng máy bay nên tôi đã được coi là có công trạng với trung ương tình báo Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Tên tôi được lên đầu danh sách những người sẽ được giúp đỡ nếu Sài Gòn sụp đổ. Cuộc triệt thoái khởi đầu tiến triển tốt. Vào giây phút cuối, trực thăng của tôi bị hỏng máy, nên tôi đã đi cùng với đoàn xe ra khỏi Pleiku. Triệt thoái luôn luôn là một chiến dịch khó khăn, đòi hỏi nhiều tính toán cẩn thận tỉ mỉ. Tôi chỉ có 3 ngày để rút 100.000 người, và tôi không thể bỏ ai được. Dân chúng sinh sống xung quanh đáng được chúng tôi phải lo lắng săn sóc cho họ, và dù tôi không bảo vệ nổi, họ vẫn đi theo. Rồi chỉ trong một thời gian ngắn, mọi sự bắt đầu ra ngoài khả năng kiểm soát của tôi.
Các tiểu đoàn trưởng thuộc quyền tôi không thể nào kiểm soát nổi tất cả mọi người được nữa. Đoàn người tan tành trên đường đến Tuy Hòa. Với thời hạn 3 ngày, chúng tôi không thể đủ thì giờ làm được gì. Với thời hạn ngắn ngủi như thế, người ta chỉ còn có thể quyết định ai đi trước, ai đi sau, ai đi kế tiếp thế thôi. Các bạn vừa nghe xong phần 23. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 24.